Bây giờ là 7 giờ 02 phút chiều giờ California. Hôm nay là ngày 6 tháng 9 2018. Thầy Thông Lai gửi lời chào tất cả các đồng bào đệ tử của thầy ở Việt Nam và những đồng bào không phải Phật tử, cũng gửi lời chào đến tất cả các đồng bào Công giáo đang xuống đường ở khu vực Sài Gòn, quận 1. Thưa tất cả các đồng bào, bây giờ tổ quốc lâm nguy, chúng ta không còn con đường nào để mà chặn đứng Tàu Cộng xóa sổ chữ Việt truyền thống của chúng ta. Chúng ta không thể nào cứ lên Facebook và chúng ta đã đảo Bùi Hiền, chúng ta làm đủ mọi cách rồi, nhưng mà cái tên Tàu Cộng này nó vẫn hiên ngang, nó vẫn coi thường tất cả luật pháp, nó cũng không cần qua cái quốc hội bù nhìn của Cộng sản. Và nó đang tàn phá nguyên cả một cái nền văn hóa mà chúng ta đã có mấy ngàn năm. Và nó đang ngang nhiên tàn phá toàn bộ chữ Việt đã có từ mấy trăm năm nay. Cho nên tôi là một tỳ kheo đệ tử Phật, tôi không thể nào đứng nhìn. Cho nên tôi trân trọng kêu gọi đồng bào, sở dĩ ngày hôm qua chúng ta không làm được là về các lực lượng thầm lặng, chiến sĩ yêu nước không thể bảo vệ cho đoàn người bất bạo động xuống đường, hơn nữa mưa gió tầm tã ngày hôm qua ở khu vực quận 1, các chiếc drone không thể cất cánh được. Bây giờ tôi cũng nghe nói rằng có nhiều cái Facebook đã lên tiếng là đã có biểu tình ở Việt Nam, biểu tình tại quận 1. Và tôi biết rằng các cha Công giáo đã chọn cái thành phố Sài Gòn để làm cái điểm để mà lật đổ chế độ Cộng sản. Cho nên chúng ta không còn con đường nào khác, phải xuống đường để mà chúng ta đòi lại công lý, quyền làm người, tự do và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ truyền thống chữ Việt Nam, bảo vệ nền văn hóa, và không thể để cho tên Tàu Cộng Bùi Hiền nó xóa sổ đi toàn bộ cái chữ viết của chúng ta đã có trên 400 năm. Tôi kêu gọi tất cả đồng bào, cứ việc đi về đó, đệ tử của tôi, Phật giáo, Công giáo, Cao Đài Hòa Hảo. Tôi biết hiện giờ có rất nhiều đồng bào ở đang có mặt biểu tình ở quận 1. Tuy nhiên, để cho tốt nhất, chúng ta nên đi xem biểu tình. Chúng ta đi xem biểu tình thật đông. Nếu mà có biểu tình thật sự, chúng ta hòa đồng vào đó. Để chi? Để ta cùng nhau đòi hỏi Cộng sản không được dùng tên tình báo Hoa Nam Bùi Hiền để mà xóa sổ chữ Việt truyền thống. Tôi một lần nữa kêu gọi tha thiết những người nào còn nghĩ tới cái thế hệ con em của chúng ta, nó chỉ vào những cái ô hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, nó đọc như con két, nhưng mà rồi nó không biết cái gì hết rồi. Quý vị nghĩ coi, chúng ta có cái trách nhiệm, chúng ta phải có cái bổn phận và chúng ta phải có cái danh dự của người Việt Nam. Chúng ta không thể để cho con cháu chúng ta học loại chữ quái dị, đọc như con két nhưng mà không biết cái mặt chữ là cái gì, chỉ biết toàn những cái ô hình tròn, hình vuông, hình méo. Cho nên cái vấn đề này là cái vấn đề rất là nguy hiểm. Công an Cộng sản có thể cắt cổ một người, hai người, 1.000 người, nhưng mà cũng không thể xóa sổ được nền văn hóa. Tên Bùi Hiền này nó không cắt cổ ai, nhưng mà nó xóa sổ cả một nền văn hóa, một cái nền chữ Việt truyền thống. Ngày nào chữ Việt Nam còn, ngày đó dân tộc Việt Nam còn. Ngày nào ngôn ngữ Việt Nam còn, ngày đó dân tộc Việt Nam không thể bị coi như một bất cứ một quốc gia nào xóa sổ được. Một lần nữa kêu gọi toàn thể đồng bào yêu nước, những người nào anh dũng thì đứng vào biểu tình bất bạo động, những người nào can trường đứng vào biểu tình bạo động, và những người nào không anh dũng sợ sệt thì đi xem biểu tình. Quý vị đi xem biểu tình, nhớ kỹ, những người nào anh hùng cỡ như Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Nguyễn Huệ, hiên ngang như là Trần Thị Nga, Trần Quỳnh Duy Thức, mẹ nắm 166 tù nhân lương tâm, hiên ngang như Hứa Hoàng Anh thì hãy đi biểu tình bạo động. Còn những người nào
không thể yêu nước theo cái tinh thần bạo động thì hãy đi theo con đường bất bạo động. Và những người nào nhát hơn nữa thì đi xem biểu tình. Tôi nói cái lời này, tất cả những cái người mà yêu nước trên thế giới đều biết rõ đi xem biểu tình không có tội. Đi xem có phải biểu tình thiệt hay giả, biểu tình của các cha hay là biểu tình của công an. Chúng ta nếu mà quả thật đoàn biểu tình này là của những người yêu nước, chúng ta hòa mình vào đó để chúng ta vừa xem vừa ủng hộ. Cho nên tôi kêu gọi tất cả những lực lượng chiến sĩ thầm lặng, các anh đã hứa với tôi như thế nào, các anh hãy vì tổ quốc bảo vệ những đồng bào đi xem biểu tình. Chiếc drone bây giờ có thể cất cánh được rồi. Và quý vị ơi, ở trên Facebook người ta đã có những cái clip, người ta chỉ chế ra những cái công thức để mà chống lại cái bọn công an. Và hiện tại tôi báo cho quý vị biết, vợ con của tất cả những tên cán bộ công an cộng sản ác ôn, nó đã sơ tán 3 tháng nay đi ra ngoài Bắc, và bây giờ nó đã trở về Sài Gòn để nó chuẩn bị cho năm học mới. Cho nên đây là cái giờ phút tốt nhất. Tôi không kêu gọi quý vị tàn sát những vợ con của công an, nhưng nếu mà công an tàn sát đồng bào, bắt bớ đồng bào, đánh đập đồng bào, đứng lên đòi yêu nước, đòi bảo vệ văn hóa, đòi bảo vệ chữ Việt truyền thống, đòi bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, thì tôi sẽ nhờ tất cả những người chiến sĩ thầm lặng, các anh phải biết làm cái gì rồi. Chúng ta phải có nơi để trả đũa. Ngày hôm qua mấy anh nói là có 200 địa điểm, gia đình, địa chỉ của những vợ con công an, thì các anh phải biết làm cái gì. Vì các anh phải là cái lực lượng bảo vệ cho những đồng bào biểu tình bất bạo động, bảo vệ cho những đồng bào chân yếu tay mềm. Và nếu nó đánh vào công an, nó đánh vào đồng bào, thì vợ con nó cũng sẽ theo luật nhân quả và sẽ bị quý vị trừng trị để cho nếm mùi thế nào là gia đình bị tù đày, gia đình bị giết chóc. Cho nên không còn cái gì hơn nữa. Tôi biết tôi kêu gọi thế này tôi sai phạm luật Phật, nhưng mà tôi chịu tội, tôi vì bảo vệ tổ quốc. Cho nên tôi kêu gọi đồng bào hãy đi xem biểu tình, hãy đi biểu tình bất bạo động. Và những lực lượng chiến sĩ trong bóng đêm, các anh phải biết làm cái gì. Các anh phải làm thế nào để cho Sài Gòn cúp điện? Các anh làm thế nào để cho các vợ con của công an nó nghe được cái clip này? Nó sẽ gọi điện thoại cho chồng nó. Nó gọi rằng các anh không nên đàn áp đồng bào biểu tình. Nếu các anh đàn áp đồng bào biểu tình, các lực lượng yêu nước bảo vệ người biểu tình, họ sẽ tấn công vào nhà chúng ta. Các anh ơi, nếu 200 địa điểm đồng loạt phát cháy bằng những cái chiếc drone, và các anh có thể tin tưởng vào cái hệ thống cứu hỏa phun cứt chữa cháy của thành phố hoặc thành hồ Chó Minh không? Cho nên tôi nói cái clip này, công an cũng nghe, bọn cộng sản cũng nghe, cha mẹ vợ con của những tên ác ôn cũng nghe. Cho nên tốt nhất quý vị phải gọi phone ngay cho chồng quý vị, không được đàn áp người biểu tình, không được đàn áp người yêu nước, mà hãy đứng về với người coi như đồng bào để mà chống lại bọn bắt nước. Trong một cái tổ quốc không có một lực lượng công an nào mà đi đàn áp người yêu nước mà lại ủng hộ tên bắt nước là Tào Cộng, là Nguyễn Phú Trọng. Trong nước không có một cái tổ quốc nào mà công an lại đi ủng hộ cái tên xóa sổ cả một cái nền văn hóa, tàn phá cả một cái nguồn chữ viết truyền thống, mà lại đi bắt bớ những người bảo vệ văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Một lần nữa tôi nhắc lại, đồng bào đi xem biểu tình, đi xem các cha biểu tình, đi thật đông. Mà tôi nói rõ, đi xem biểu tình, không ai đàn áp người đi xem biểu tình. Và như vậy chúng ta hãy hòa đồng vào dân tộc. Những người anh hùng thì đi vào trực diện để làm những chiến sĩ thầm lặng, bảo vệ những người biểu tình bất bạo động. Những người nhát gan hơn thì đi xem biểu tình, cứ chạy xe 1.000, 2.000, 3.000,
ra quý vị đi xem biểu tình cũng là một hình thức ủng hộ Tổ quốc không bị tàn phá, không bị xâm chiếm bởi những tên tình báo Hoa Nam qua cái tên Bùi Hiền. Cái tên Bùi Hiền này là tội đồ dân tộc. Cái tên Bùi Hiền này không còn dùng những Facebook để chống nó, mà chúng ta phải xóa sổ tên Bùi Hiền này càng sớm càng tốt. Một lần nữa, đồng bào hãy đi xuống xem biểu tình. Đồng bào hãy xem các bên công giáo họ biểu tình. 10.000 đệ tử của thầy hãy đi xem biểu tình. Để làm được cái gì? Hiểm trợ cho các cha, các linh mục, các con chiên. Tổ quốc Việt Nam Lâm Quy không phải chỉ có người công giáo đứng lên bảo vệ. Tất cả người nào còn nghĩ tới tiền đồ dân tộc, còn nghĩ tới con cháu chúng ta sẽ bị xóa mất ngôn ngữ. Quý vị tưởng tượng coi, con cháu chúng ta sau này nó không còn biết nói tiếng Việt, nó không còn biết viết chữ Việt, nó đọc như con két và nó viết những cái ô hình vuông, hình tròn, hình bán nguyệt. Quả là đau thương, quả là một kế hoạch thâm độc. Một lần nữa kêu gọi đồng bào tập trung về Sài Gòn. Sài Gòn sẽ là cái điểm đầu tiên để xóa sổ Đảng Cộng sản. Kêu gọi tới các giáo xứ Thanh Hải, kêu gọi các giáo xứ ở vùng Hồ Nai, 40 mấy 50 giáo xứ thuộc địa phận Xuân Lộc, toàn ra đường lóc hết tất cả quốc lộ 1. Chúng ta không còn thời gian nữa, tàu cổng nằm tràn ngập rồi. Và ở tại Cơm Tum Lê Cưu, một đồng bào gọi điện cho tôi là ở đó người ta đã vào kho sách đốt cháy toàn bộ những cái sách, mà những cái vở mà do Bùi Hiền sản xuất, người ta đã đốt cháy kho sách. Và tôi nói rõ luôn, tất cả thầy cô giáo nào mà đi dạy tiếng của Tàu Cộng, tiếng của Bùi Hiền, những thầy cô giáo đó đều nằm trong danh sách tội đồ dân tộc. Một lần nữa, các trường học nào, các quận huyện nào, hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, những cái tên cán bộ nó cũng không có cho dạy cái ngôn ngữ của Bùi Hiền. Thành phố Đà Nẵng cũng đã không cho dạy. Và tại đây Kon Tum, người ta đã tràn vào cái kho sách, người ta đốt cháy sạch. Cho nên những thầy giáo nào, cô giáo nào mà tiếp tay dạy cái chữ của Tàu, dạy cái chữ của Bùi Hiền, những người đó sẽ nằm trong danh sách tội đồ của dân tộc và sẽ trả một cái giá khi mà đất nước đổi đời. Cho nên một lần nữa tôi là thích thông lại kêu gọi tất cả đồng bào còn nghĩ tới tiền đồ dân tộc, hãy đi xuống quận 1, hãy tràn ngập các đường, đi xem biểu tình, đi biểu tình bất bạo động. Các chiến sĩ thầm lặng, các anh đã hứa rằng các anh đã có 200 điểm để mà các anh trả đũa. Các anh hãy chuẩn bị các chiếc drone cất cánh, các anh đã chuẩn bị những cái gì mà có thể tấn công vào những ngôi nhà, những biệt phủ của những tên công an hút máu đồng bào mà nó không thể nào. Nó đưa con cháu của nó qua du học tại Mỹ, qua du học tại Úc, vì nó biết rằng nó không cho con nó học cái tiếng của Bùi Hèn, không cho học ngôn ngữ của Tàu Cộng, mà nó lại nỡ nào để cho 90 triệu đồng bào học ngôn ngữ của Tàu Cộng. Một lần nữa, hãy xuống đường biểu tình bất bạo động. Một lần nữa, đi xem biểu tình, xem càng nhiều càng tốt. Và một lần nữa, kêu gọi tất cả chiến sĩ mà tình nguyện bảo vệ người biểu tình, hãy cấp tốc chuẩn bị cất cánh để bảo vệ nếu có sự đàn áp, và chúng ta phải có trả đũa ngài. Trân trọng kính chào quý vị, và tôi sẽ theo dõi tình hình để update và tiếp tục ủng hộ công cuộc xuống đường giải thể chế độ Cộng sản để bảo vệ tiếng Việt truyền thống, bảo vệ cho những con em chúng ta sẽ không mất gốc. Trân trọng kính chào quý vị.